Vô à, chuyến này vô à nha. Trời ơi, tới công chuyện nha. Ông chồng nước ngoài chơi lớn, bỏ thằng gào thưa luôn nha. U61 ngàn cái quýu. Tính gà U61 có phước ghê á. Ăn bánh xèo đi anh, xíu đi thăm lợp nha. Mời anh ăn bánh xèo miền Tây, nuốt hết đi anh. Anh em mà ăn bánh xèo, ăn cùng vui với anh. Trời ơi. Trời ơi, cùng tay nữa rồi. Lâu anh về em đãi anh món miền Tây nha anh. Miền Tây đó hả? Gọi là gì? Bánh xèo miền Tây. Xèo miền Tây. Mà nãy có mấy cái mà cùng tay chứ. Ủa mới đây mà quen rồi hả? Mới đây mà quen giọng rồi hả? Cái ngộ. Ô làm ngộ ẻ bên thầu ơi. Quên nha. Ngộ ẻ bên thầu chứ không phải ẻ ở việc làm mà. Trời ơi ngon quá ha. Bánh xèo miền Tây. Rồi rau gác gì đó là sao đó mình giới thiệu coi rau đó rau gì? Này là rau vườn. Rau nhóc cá. Rau vườn ha, có vụ rau vườn nha. Còn này là xá lách. Cải xá lách. Trời ơi. Đó. Ê bên thầu lâu có mấy cái loại rau này đâu à? Bánh có gì anh? Đó. Ờ quên. Này là lá lốt. Lá lốt. Bánh có mì hủ tiếu à. Dùng đi anh, dùng bánh xèo miền Tây đi anh. Dùng à. Biết ăn không? Biết ăn à. Ăn đũa được không? Ăn món miền Tây anh ơi. Ăn đũa được không? Thì là ngõ ẻ lâu rồi mà. Ăn lũa được luôn à. Ăn được không đó nha. Ngon anh. Ngon không? Bánh xèo miền Tây mà. Ừ. Ngon anh. Ngon cha. Bánh xèo Việt Nam mình mà. Mặt ông chồng cũng như quay giống ông địa quá ha. Lam địa. Chị Kiều Lam địa. Gì vậy? Bữa nãy có ấy á. Ủi nha. Ngày ủi ra là bay phắn hết chẳng là. Ủi nha. Hết một đống phắn luôn à. Trời. Lấy lấy cạo gió à. Quá khứ rồi, nữa về cho cái cộng dây chuyền đó cho chị qua đây. Chịu không? Nữa giờ ngoài để chồng này tặng em với anh. Để cộng dây chuyền với ra được rồi. Luôn đó à. Không sao em ở chỗ này đó à. Chứ đâu anh. Sao em là Ly là mua một miếng lắc à. À. Miếng lắc bì lớn à. Mua cái gì? Mua cái gì? Bài bài ngang mấy mét? Miếng lắc là ngang 1 mét dài 2 mét. Khỏi gần quá. Sao à? Lấy chày ra mua miếng lắc bự bự à. Bự lớn à. Lấy cho em mấy tầng? Lấy cho em mấy tầng anh? Em hỏi cắt bự à. Có mái che à. Lâu là cha là. Trời ơi. Lâu mệt lắm. Nhỏ nhỏ được ha. À. Là em ổng ngày làm cái gì ạ? Em thì cũng ở không. Ờ. Em đi làm mít tô đó mà mưa em mới nhà. Em mới đi. Trời ơi. Anh ở bên tàu là bắn mì hủ tiếu rồi chứ là châu những phát lan à. Châu tinh chì à. Châu Thái Lan à. Châu chấu à. Mấy thằng châu là ăn hết là bán cho châu ăn không à. Bán cho châu ăn rồi hả? Bán cho châu ăn mà. Lắc lắm. Lắc lắm anh. Ồ bán lắc lắm. Thôi nửa rước chi qua về bển bán tiếp đi. Mấy dưới em về đi anh. Là khỏi mua lắc lại luôn hả? Khỏi mua lắc đi. Đi luôn hả? À em thích về bển với anh luôn. Rồi vô dọn dọn luôn à. À. Nói ra. Qua chịu về bển không? Chịu. Cái này theo dài theo ổng về bển luôn. Theo chàng về Vinh luôn đi. À. Anh ở bển mình bọn anh bán cho châu ăn xong rồi chị qua bển bán cho ai ăn. À. Coi chị qua như châu. Đặt bắn cho heo ăn quá. Giờ chị qua về bển này sắp xếp cho chị qua làm công việc gì? À, bà làm gì anh? Em làm được cái gì? Hay là bán hủ tiếu luôn. Rửa chén đi. Em phụ họa đi. Em về bển. Chạy bàn. Đâu bây giờ mình miêu tả cái coi chỉ chị qua mà cách mình nấu hủ tiếu làm sao đó. Hay là hủ tiếu là. À. Trụng nước là. Đó. Bỏ tô là hắc lên. Quên lộn cái này bánh xèo không phải hủ tiếu à. Hắc lên là. À.
bỏ rau vô, ví dụ như mà mình lỡ lỗ á, lụm vô. Lụm vô mình bắn ở trong mà khách lâu có biết đâu. Lấy bỏ uống. Bắt đầu là đồ bỏ ra. Trà là vô là bắt đầu là bưng ra cho khách ạ. Vậy hả anh? Mấy cái mà gất gất kia là lụm luôn à? Dốc ngoài lụm vô luôn ha. Đúng, đúng rồi. 35.000 hả ông chủ? Một thô là 35.000 là một bao đặc biệt bao nhiêu? Tô đặc biệt là 36.000 à. Cái tô đặc biệt nó hơn cái tô bình thường nó là gì? Hơn gì mà có 1.000 hả? Có hơn cái là đặc biệt đó. Đặc biệt 1.000 ăn. Ở đó là có một cái món mà kêu bằng là cái gì? Tiếng là tiếng hát của gừng xanh là. Ngon ha. Món đó là tới 1.600.000 á. Món đó ngon không? Hả? Món đó ngon không? Thầy bao ngon là. Cái món đó là sao đâu kể nghe coi. Là mình lấy ông muốn mình xào tỏi á. Ra tính 1.600.000. Nó tính tiền quá lại nó hát lên là tiếng hát của gần xanh à. Tức là người ăn ta hát lên u mắt quá. Đúng rồi là bán gì giàu thế ghê. Đó thì quan trọng là cái món tiếng hát của gừng xanh à. Bán cái món đó bị nó gượt chạy đi. Nó có lâu nó hát rồi nó bỏ tiền nó đi về à. Là nó không có dám lại nó kêu món lón nữa. Mấy cái món là chỉ bán một lần một khách thôi. Là cái món đó bán được nhiều khách luôn mà. Thì gì? Hát xong đi về bỏ lại món đó mình đem người khác. Trời có lý à. Hay à. Quên cái chiều này nữa là. Hay à anh à, hay à. Hay à, chứ xíu được 3 triệu rồi à. Rồi em ở đây rồi. Thời tiết em có thoải mái không? Không mấy anh lắp cái máy lạnh cho em. Thôi anh ơi. Lắp máy lạnh đi mà. Có máy lạnh à? Chịu không? Chịu không? Chịu không? Chịu quá. Lắp máy lạnh đi trời, mùa nóng kìa. Con này mùa lạnh rồi gọi đi. Vậy lắp máy nóng. Lắp máy nóng đi. Giờ này mà mùa lạnh rồi, giờ lắp máy nóng đi. Đúng rồi. Lâu lâu đi, lại đi sưởi ấm đi. Ấy anh mua cho em là mấy mét củi là lấy ra đó. Là em lốt em thấy làng lấy than á. Là em chải chải dưới sàn mà hư lóng lúc lên à. Lắm là trời mưa lại là ok. Em làm hết nguyên thốn á. Cái gì? Có cái đồ tạch leo quay luôn á. Rồi nãy giờ là em làm có mệt không? Không, bình thường. Ôi trời ơi. Chứ anh là dung lùi rồi đó. Anh dung lùi với em chưa? Có định kiếm đứa con nào không? Nói chồng nè. Về bỏ ở đây nữa đi. Sao anh? Lớn tuổi là lẻ lâu lẻ là lách à. ông chủ ơi, ông thương bả ở điểm nào vậy ông chủ mà từ nước ngoài ông bay về ông chủ? À xương cái xương mũi là. Xương mũi nha. Cái cằm à. Thương hết con ê thương phân nửa thôi thế thương hết cái con. Môi không? Ủa. Cái môi không? Ê cái môi là ngon à. Nè bây giờ làm xấu cái coi cho anh yêu mình có cái này. Trời ơi. Bập cái. Chạy là chạy đó, dễ thương chứ quá đi. Chuyện này chắc bay về bển luôn. Lẹ nhìn lấy lẹ qua giống bầu mậy lẹ không à. Quê ra. Là về với lại là bắp không à. Bây giờ là mai mốt trồng găng à. Trồng găng à. Ủa vậy luôn hả? Trồng găng không? Trồng găng cho bả đi. Cho trồng găng là. Trồng găng vàng luôn. Trồng găng giống cộng dây chuyền vậy. Chịu không? Chị không chị qua bây giờ cái cọng này mình đi nấu chảy ra đi rồi cái bắt đầu mình tạo hình thành cái răng à. Cái này là ha cỡ 8 hàm á. Cọng này bự á. Lấy một khoảng đi, lấy một khoảng được rồi chị ơi. Khoảng dư rồi. Hai khoảng đi đủ rồi. Hai khoảng đi dư rồi, hai hàm. Còn chị qua đeo cọng đó vừa không, chừng kêu ánh tặng đi. Không mấy em với anh. Đây là cho leo thử à. Cho leo thử ha. Được rồi, bắt luôn à. Trời cộng này chắc nặng lắm á, quăng luôn. Nặng lắm à, nặng à. Đơ cổ quá nè. Nặng quá à, đơn cổ luôn á. Quá nặng rồi. Đẹp mà nặng quá à. Cái này chắc đi chú xuống luôn ha. Chắc đi chắc khum gì luôn. Hỏi xin ảnh coi, để lại được không? Cái này là mua Lubai à.
Dubai ha. Ờ, Dubai là xứ sở luôn ha. Cái nền về ngoài anh để đằng này này tặng cho em ở đây đi. Ồ, chuyện nhỏ. Nhỏ ha, vậy thôi cậu tặng ông kia luôn đi. Ừ. Ờ, chết luôn. À, tặng ông này à. Tặng hết luôn. Cộng rồi, tặng ông này luôn ha. Chứ có khẩm chi tông nữa, sao có khẩm chi tông vậy? Tại nó shipper về á, nó hơi chặt. Dạ, kìa cái chiếc cà rá luôn kìa. Cà rá luôn, chơi tặng hết luôn. Đó luôn. Thôi, lỗ à. Tặng luôn, chơi mình đàn ông mà. Lỗ chết à. Rồi luôn. Đi bộ về bển luôn rồi. À, ăn bánh xèo đi anh. Trời đất ơi. Cái bánh xèo mà tặng hết chi chuyện luôn. Ngọt dữ vậy ta. Rồi, ai nút vô cái coi. Ngon không anh? Ngon quá. Bánh xèo bánh tay rồi. Anh. Trời ơi. Mâm ầm. Trời đất ơi, quá. Bánh xèo là ngon à, giống như sáng giờ. Ngon không à? Ừ. À, lì khác sữa chưa ạ? À? Ông này chắc cái tướng im mà nghe chị Hoa. Ừ. Tướng ông bự con á. À đó, tướng cà bá là hứa luôn. À, ừ. Ủa không? Ủa không? Khoai lang ủa không? U nù. U nù mà có khúc. Phải không chú? Có gì đúng không nữa nghe. Ê, chuyện đó là chuyện của bà biết chứ tôi có dậm xuống đâu tôi biết. Lại à, lúc cho em một cái à, lúc luôn. Lúc luôn à. Lúc rồi. Thầy Lị bển có đi du lịch ở đâu không? Ồ, buôn bắn chích pẹ luôn rồi. Thời gian lâu đi du lịch cả. Ô mà bắn nhiều lắm à. Hồi nãy là kể là chương trường là mấy thằng trâu lên ăn rồi đó. Dạ. Mấy nào nữa kể tiếp rồi. Mấy con bò phải không? Có ấy, có mấy thằng Hàn Quốc là. Ồ vậy luôn hả? Anh à. Đi sông Dông à. Thường xuyên à. Nó nói cho Lị Bảnh có vợ này kia chưa? Ừ. Nãy giờ quên hỏi cái vấn đề. Có vợ chưa anh? À. Đi lâu rồi đó, đi lâu rồi. Dạ con gì chạy. Mồi giật giật rồi đó nha. Có vợ là em không về bển đâu nghe. Chạy ơi, vợ con gì lâu, không có. Ừ. Ờ thì con đó. Tụi có hình như nó có ba đứa. Vợ thì không khó mà là con là ba. À thấy không, chưa có vợ mới có con kìa. Là con vợ thôi à. Không khó à. con lui à. Lui, con lui. Mới vừa rõ nha. Bây giờ gì tình yêu đi. Vì bánh thôi vợ đi. Mấy thôi vợ về để ở luôn đi anh. Ở với em đi. Là nói là không có vợ mà con lui. Con lui hả? Nha. Con lui á. Đúng rồi, con lui. Gài chết mới cha. Nói cho rõ nghe, nói cho rõ nghe. Có vợ chưa? Có vợ chưa? Khai thiệt đi. Chưa có vợ là mới cha ơ. Chà gài gài xỉu rồi mà chà. Còn nhận ha. Ừ. Khoái rồi hoài trời ơi. Hồi nãy là em thấy ngọn sao. Ừ. Hồi nãy là em thấy ngọn sao. Trời ơi. Hồi nãy ở trong đó là. Thấy ngọn sao. Thấy ngọn hả lực không uống nu luôn. Mà con khúc. Nhắn mạnh cho nó ghê ha. Như hơi lùng ha. Ừ. Hai lùm. Cũng lượt, cũng lượt. Chút lĩnh. Kéo cái bàn giò ông cỡ ông kia không? Cỡ như cái giò của ông kia không? Hả? À, bàn giò hả? Luôn coi, dở lên luôn coi. Để lên coi. Bàn giò này là 9 với 10 đó. Ừ, vậy nè. Ngọng nghe không? Ờ, trà bá lửa luôn nè. Ờ, có bắp đùi nè. Chắc nổn. Ú nô mà có khúc. Ờ, coi, coi cái bàn giò luôn coi, coi bàn giò luôn coi. Hả? Bỏ xuống rồi dập bẻ hại. Chắc nổi. Dập bẻ hại. Đừng có thẳng lên nó bẻ à. Không cũng được ha. Ông này nói chung là chúng trong hàng số 1 ha. Ngon lành à. À ngon lành á. Xài được ha. Con xài khỏi chơi. Rồi vài bữa là ngày mai ngày mốt là mình dắt là đi vòng vòng biết cái khu vực của mình đây à. À dạ, anh dẫn anh đi vòng vòng, vòng chợ vào phố ha. Chợ thành phố luôn. Chợ thành phố Hồng Ngự. Đúng rồi, thành vào phố lại mua vé số cho em bán luôn. À, không phải mình kiếm mua lắc, mua lắc. Ừ, mua lắc. Cuối cùng là ngày gì? Dạ anh cho em bán gì vậy?
lúc thì mua đắt, lúc thì ông chủ kỳ trời. Ông chủ bán mì tiêu à, mì tiêu Quỳnh Thanh à. Có cái đồ gõ không? Lóc lóc lóc. Ủa tiêu gõ. Tiêu gõ hả? Ồ, tiêu gõ bên ngoài bán cũng giàu lắm á. Bán người nước ngoài không à. Rồi định tới chừng nào đi? Định chừng nào đi? Mà anh đi về. Ăn tháng đi. Thôi về công việc các bé nó làm à. À dạ ăn tháng đi. Lâu ở tháng rồi anh ơi. Ba đứa con mình mà anh để nó đi. Ừ. Lâu lâu về ở tháng chơi cho đã. Ừ. Lâu lâu cho biết. Vợ con gì tâm này. Ừ. Chơi cho nó lã à. Ừ cho lã đi. Chơi cho đã. Ừ. Cũng vậy. Vậy nhìn mặt của Lỷ á buồn buồn á. Lăng suy nghĩ, đang đi suy nghĩ. Ừ. Có gì Lỷ nói thiệt đây à. Buồn lắm rồi thôi vợ qua đây cứ. Giờ là ở bên này là một tuần rồi chở Lỷ qua bển một tuần à. À mấy dọn đồ về đây đi ông chủ ơi. Ây à. Dọn đồ về đây luôn đi. Bển là là lấn là lỏ cái nhau à. Là thằng chồng lớn thằng chồng nhỏ, có thằng chồng nhỏ không? Không. Có thằng anh Lỷ à. Có anh của Lỷ đi rồi. Nó đi chừng nào về? À chưa biết nữa. Cả một tháng nữa mới về. Dạ, yeah, hỏi rõ ràng à. À. Lỷ hồi nãy có thăm có Lập đi hơn cả nào à. Cái Lập nó hơi thăm lâm à. Rồi, 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 sớm là thăm rồi chưa? Thăm rồi phải không? Thăm rồi dung dọ cho nghe. À, vậy đó ha. Cái Lập nó có bị dọp không? Nó bị thăm à. Thật ơi, vậy chắc ngâm với nước lâu hả? À. Thăm kim hả ta? Thăm kim à. Trời ơi. Ây à, thường thường là chỉ có nước miếng là thầm mềm á. Nước miếng á. Có cá không? Có cá không? Có cá không? Thầm Lập có cá không? Cá lóc nhập ba. Hả? Cá gì chồng? Cá lóc với gông không? Có gông nữa hả? Có gông kêu lầy lũ à. Có gì à? Đã không? Về dọn hết nhiêu gông rồi. Lẽ ngày mai đi mua cái tông đơ. Đã không mà có mặt xanh lè. À, hủi hủi nãy giờ là trôi phắn hết trơn à. À vậy đó ha. Thương cái hầm gâu ống không chị qua? Quá đẹp. Ừ. Cái hầm gâu ống, hầm gâu tây đó. Ừ. Gâu gâu tây đó. Của mình không có à. Ừ. Hết xứ này đâu ai có đâu. Có ai có đâu. Bởi vì mới mê hầm gâu đó. Độc lạ. Cái gâu này chắc nhọt dữ ha. Ừ, cào vô tê tái tâm hồn. Trời ơi, trời ơi, bởi gì. Ủa câu đó nghe quen quen chứ. Bữa hình như ông anh cũng có nói nghe câu đó. Hay chà. Ăn ăn bánh xèo anh mẹ, bánh xèo, 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 xèo đi, xèo đi. Ăn đi anh. Để đói. Đút cho chồng ăn đi, đút vô. Ừ, đút vô. Ăn đi, để về mở không có. Để về mở không có miền Tây nghe. Bánh xèo miền Tây này đây nó ngon lắm nghe. Ăn bánh đi kìa. Ờ đây mà ăn cái này nữa đi. Kìa em chảy nước miếng làm cái này em chảy nước miếng luôn rồi. Giá ăn hết này nghe anh, để bây giờ chuẩn về dưới không có miền bánh Tây miền Tây nghe không. Rồi rồi, em chảy nước miếng. Ăn cho no đi, ăn cho đã đi, ăn hết này đi. Ăn bánh luôn. Ừ. Nhai hết đi anh, ăn đi để dùng bãi không có bánh Tây ở bánh xèo miền Tây nghe anh. Đó đó cho ông mà. Để cậu ở nha. Bảo đi ông đưa cho luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ăn 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 hết đi, ăn hết đi. Về hết đi anh. Xe ngon lắm. Bánh xèo nó ăn ăn cho đã đi nha anh. Để gì mà nó có miền Tây. Để không có cơ hội ăn à. Thôi mà từ từ à. Em ha, ngon ha. Lấy thấy ổn không à? Ngon không? Ngon không? Ngon anh nhỏ ngon. Tại mình xây mà. Rồi ăn món này đi nữa rồi mai mốt rồi mua cá gô cho ăn. Ừ. Chuyến xa anh qua đây em mua cá gô. Cái gô mài chiên xù cho anh ăn. Ba lớn chị qua. Cái gô bị lớn vậy nè. Ồ lạ gì. Cái gô mài bị lớn vậy nè. Con nào bự nữa không? Có con bự trà bá vậy nè. Có hai bàn tay luôn không? Con đó nẹt hai cỡ luôn. Ồ lạ. Cỡ nào cũng có chứ. Con đó nẹt bay nước không? Nẹt văng nước lum đó la chứ. Ngon rồi đó cái vô là anh ăn cực cực kỳ luôn đó. Béo ngay luôn. Ừ. Béo lần rồi. Là ăn béo lần. Béo mà phải béo. Có nước à? Ừ. Nước không gì đó. Cái đầu quá cái đầu nút luôn. Phải có miếng nước này cho anh hả? Phải cho anh chị Kiều húp mới được. À. Có anh phải húp nước không chị qua? Ừ. Anh phải húp nước không? Nước mà chạch chạch quéo quéo à. Ờ ngày mai anh đi chợ không đặt đặt phải không? Đặt ra đừng có lỏng quá. Ngày mai anh dẫn anh đi chợ mua cho anh món miền Tây ngon lắm. Biết món gì không anh? Món gì? Bánh bèo có nước cốt dừa. Ồ! Trời ơi! Bánh bèo có nước cốt dừa. Trời cực kỳ luôn.
anh đâu anh ăn nha, nước dừa mà nó có cợn anh ba trầu ơi, anh ăn bánh xong còn nước dừa anh hút nghe rớ lên béo ghê luôn, cực kỳ luôn. Cái khúc hút cái rộn thử gì qua không có rốt gì đó làm gì đó ăn em ăn bánh xong đó ăn rồi em ăn gì nè, ăn bánh gắp bánh hết trơn còn nước dừa phải không, đưa vô hút bầm hút gì đó hút vô ngay hộp gì đó vậy đó. Ồ lắm. Kéo lắm à. Trời nó cốc dừa nó béo lắm. Lấy định hút về là lấy cái muỗng đi múc rồi. Hấp à cái là phải hấp à. Nhớ là lạc. Ừ. Hút gì à. Đó là béo đó. Không tôi để vô cái chai á. Làm cái ọt cái vô luôn. Rồi ngon à. Tốt à. Béo lắm. Ngon à. Cái ngon à. Ừ. Vậy mà nghe. Đây là cái món cá con mè à. À. Cái mè làm món gì món gì? Cá vô mài chiên ra chiên xù. Xù đây ừ. Ờ chiên xù để giấy chiên xù trời ô ăn còn gì nữa của. Cái tay để rứ nước tương tỏi ớt lên hen. Ờ chiên xù vậy đó. Trời ơi. Rứ nước tương tỏi ớt ha. Được không? À. Nghe là thích thèm là. Đó. Mai em dẫn anh đi chợ mua ha. Mai hai chồng mình đi chợ mua. Mua cái gô và chiên xù. Bây giờ trời tối à, bây giờ trời mình nói rồi. Chuyện với anh em chút xíu là chút xíu à. Mình vô mình quấn một cái nữa à. À. Vậy ha. À, rồi, đúng rồi. Thôi về đi, vô nghỉ ngơi về đi. Rồi, thôi về về chào cái nhà chào nha. Chào cả nhà nè, vô quấn. Người vui vẻ. Vô à. Rồi, đây. Nhéo rồi. Trời ơi, đất ơi.